Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin báo Trung Quốc kêu gọi chính phủ của mình hãy kiên nhẫn với Việt Nam. Ngày 12 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài báo Trung Quốc nói Bắc Kinh có thể tăng cường quan hệ với Việt Nam trước sự ve vãn của Mỹ. VOA cho biết ngay khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Hà Nội trong chuyến thăm lịch sử để nâng cấp quan hệ với Việt Nam, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh có khả năng thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam trong lúc Washington đang săn đón Hà Nội. Theo VOA, Mỹ và Việt Nam nâng tầm quan hệ đối tác trong bối cảnh xung đột giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng lớn. Hình ảnh bài trên VOA. Mặc dù Tổng thống Biden trong cuộc họp báo chung với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội hôm 10 tháng 9 nói rằng chuyến thăm Việt Nam của ông không phải nhằm mục đích khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc và rằng Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc. Nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 11 tháng 9 cho rằng chiến lược bao vây Trung Quốc từ phía Nam của Mỹ đạt được tiến bộ với sự nâng cấp quan hệ với Việt Nam. VOA dẫn bài xã luận trên tờ báo Ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết do tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam mà mối quan hệ Mỹ-Việt đã có những bước phát triển suôn sẻ trong những năm gần đây. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam và gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội năm 2016, Tổng thống Donald Trump sau đó đã đến Việt Nam hai lần. Trong chuyến thăm của Tổng thống Biden hôm 10 và 11 tháng 9, Mỹ và Việt Nam đã ký kết các thương vụ đầu tư hàng tỷ đô la, trong đó có chuỗi cung ứng chất bán dẫn khi mối quan hệ lên tầm cao nhất. Với những hợp tác làm ăn mới trong ngành công nghệ, tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Mỹ hy vọng Việt Nam có thể thu nhận một số ngành công nghiệp được chuyển giao từ Trung Quốc và trở thành trung tâm mới về sản xuất chip với chi phí thấp. Tờ báo của Trung Quốc còn nói chuyến thăm của Tổng thống Biden phù hợp với mong muốn của Mỹ trong việc tăng cường sản xuất chip và đất hiếm tại Việt Nam. Theo đánh giá của Hoàn Cầu Thời báo, Việt Nam phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ và phương Tây như một con bài thương lượng trong các cuộc cạnh tranh với Trung Quốc trong các vấn đề Biển Đông, đồng thời tìm cách mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và tiếp cận công nghệ tiên tiến. Nhưng tờ báo Trung Quốc cho rằng Việt Nam sẽ không thành lập liên minh chiến lược với Mỹ và cũng không đứng về phía Mỹ trong vấn đề Đài Loan hay chiến lược cô lập Trung Quốc. Hình ảnh bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo. Vẫn theo VOA, hồi tháng 8 năm nay, Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện để Hà Nội thành lập thêm tổng lãnh sự ở nước này nhằm kiểm soát tốt bất đồng trên biển cũng như cam kết chính sách một Trung Quốc, trong đó không tiếp xúc chính thức dưới bất kỳ hình thức nào với Đài Loan. VOA cho biết thêm, các cuộc thảo luận của lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Biden được truyền thông nhà nước Việt Nam ghi nhận, cũng như những tuyên bố được đưa ra sau khi các cuộc hội đàm này không nhắc tới Trung Quốc. VOA cũng nhắc đến việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Lưu Kiến Siêu trước khi Tổng thống Biden đến Việt Nam. Cùng thời gian đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ không nhắm vào bên thứ ba khi hợp tác với các quốc gia khác. Khi gặp mặt ông Trọng tại Hà Nội hôm 5 tháng 9, ông Siêu cho biết Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng thể để đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước lên tầm cao mới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo kết luận rằng người Trung Quốc không cần phải lo ngại về mối quan hệ nồng ấm của Việt Nam với Mỹ, vì cho rằng với dân số khoảng 98 triệu dân, Việt Nam thuộc nền văn minh Nho giáo và chưa bao giờ vượt qua Trung Quốc về trình độ phát triển kinh tế. Tờ báo cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy kiên nhẫn hợp tác với Việt Nam khi nước láng giềng phía Nam đang tìm cách tối đa hóa lợi ích của mình trong chiến lược cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Báo Trung Quốc kêu gọi chính phủ của mình hãy kiên nhẫn với Việt Nam. Nhiều nhà hoạt động ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Ngày 11 tháng 9, AFA Tiếng Việt có bài bình luận một số nhà hoạt động vui mừng khi Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ song phương. Theo đó, một số nhà hoạt động xã hội bất đồng chính kiến và chức sắc tôn giáo ở Việt Nam đã bày tỏ vui mừng khi Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, coi đây là một trang sử mới trong lịch sử ngoại giao và lịch sử dân tộc. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời đạo diễn Lê Quang Hiển, Phó Hội trưởng Thường trực kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Thuần Túy, Thư ký Hội đồng Liên Tôn, nói rằng dân chúng rất phấn khởi và hy vọng rằng việc Mỹ nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đó là một điều rất đáng mừng, vì có thể đây là một cơ hội để đất nước Việt Nam được nâng lên ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới. Đồng quan điểm, AFA dẫn lời cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng, nói ông rất vui và hy vọng
Đây là một sự kiện trọng đại mở ra một trang mới không chỉ là quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà quan trọng hơn là trong tiến trình phát triển của đất nước. Dĩ nhiên điều đó rất có ý nghĩa trong chiến lược phát triển và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. AFA tiếp tục dẫn quan điểm của nhà báo kỳ cựu Nguyễn Đình Ấm phân tích, việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm chiến lược có lợi cho cả hai bên. Việt Nam sẽ xuất khẩu sang Mỹ được nhiều hơn, được Mỹ đầu tư hơn, nhất là khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế. Đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, khi Việt Nam làm bạn chiến lược với Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ bớt hung hăng và coi thường Việt Nam. Ông Lê Quang Hiển cũng bày tỏ sự hy vọng, bằng việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, ban lãnh đạo của Việt Nam sẽ tìm ra một biện pháp để dần thoát ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông đề nghị Việt Nam nên cho Hoa Kỳ thuê cảng Cam Ranh hoặc một vùng đất nào đó để lập căn cứ quân sự, thì Trung Quốc sẽ không bao giờ dám hà hiếp hay xâm lấn Việt Nam nữa. Đối với vấn đề nhân quyền là ưu tiên, cũng như tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Vì vậy, ông hy vọng sau chuyến thăm này của Tổng thống Biden, thì Việt Nam có thể cởi mở một phần nào và dân Việt Nam sẽ có chút tự do về nhân quyền và tôn giáo. Hình ảnh quan hệ Việt-Mỹ được nâng cấp nhảy bậc. AFA dẫn lời Linh Mục Lê Ngọc Thanh của dòng Chúa Cứu Thế nói, tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam sẽ phải có những thay đổi tích hợp, ví dụ như phải thay đổi quan điểm của mình, coi tôn giáo là một thế lực đối lập, từ đó phải chuyển thành coi tôn giáo như là một nguồn lực phát triển. Nếu mà xem tôn giáo là một thế lực đối trọng thì tự nhiên mình tự triệt tiêu đi hơn 50% năng lực phát triển của mình. AFA dẫn lời một nhà hoạt động môi trường ẩn danh cho rằng, song song với những kỳ vọng về việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam cũng cần thực thi những lời hứa từ xưa là tôn trọng nhân quyền, cải cách kinh tế nhưng phải tôn trọng bảo tồn và bảo vệ môi trường, cởi mở trong quan hệ chính trị và lắng nghe những mong muốn nguyện vọng của công dân. Hà Nội cần hạn chế việc đẩy tiếng nói của người dân trở thành thù địch và chống phá, nhìn nhận đa chiều những góp ý để xây dựng đất nước tốt đẹp và văn minh. Nhà báo Nguyễn Đình Ấm thì cho rằng Việt Nam cần cải cách thay đổi thể chế từ độc tài đến tự do và dân chủ. Mọi cam kết sẽ không hề tồn tại lâu dài nếu dư luận và Quốc hội Mỹ phản đối. AFA dẫn dự báo của Thượng tọa Thích Không Tánh cho rằng rõ ràng họ vẫn đàn áp, cô lập, sách nhiễu các nhóm tôn giáo độc lập thôi. Họ không bao giờ cho tự do tôn giáo thực sự. Có chăng họ thêm quyền nới rộng cho các tổ chức tôn giáo lệ thuộc nhà nước hay những tổ chức tôn giáo quốc danh chịu sự điều hành của chế độ thì đương nhiên là nó được phát triển nhiều hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin nhiều nhà hoạt động ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.